Chào mừng các bạn đến với kênh Thủy Điện Việt Nam Official. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách vận hành tủ NCU của tủ máy. Tủ này là điều khiển của máy nhé. Ở đây thì nhà máy này có hai NCU, đó là NCU A và B, có chức năng là tương tự với nhau nhé. NCU A thì sẽ có hai con NCU để điều khiển của máy. Đây rồi là tín hiệu NCU A nhé. NCU B thì là những cái chân và tín hiệu input vào thôi. Đầu tiên là các bạn có thể đây là các đèn báo trạng thái, đèn báo tổ máy vẫn đang khởi động, tổ máy dừng khẩn cấp và tổ máy lỗi. Các bạn có thể xem được những vị trí này. Nếu tổ máy đang khởi động thì các bạn nhấn nút khởi động, tổ máy đang khởi động và tổ máy lỗi là các bạn sẽ xem lại cái mạch của nó, xem lỗi thần gì. Tiếp theo đó là các bạn có thể thấy được rằng đây là bộ hòa bằng tay, bộ hòa này chúng ta có thể điều chỉnh các nút tăng giảm ở phía dưới này, nút tăng giảm điện áp, tăng giảm tần số và nút đóng máy cắt. Chúng ta sẽ dựa vào cái nút tăng giảm này, chúng ta sẽ bộ hòa bằng tay này chúng ta sẽ đóng máy cắt khi ở góc S, chúng ta sẽ đóng máy cắt. Đây là bộ hòa tự động, tự động điều chỉnh điện áp, tần số, khi hòa lớn và rộng của máy cắt cho mình. Tiếp theo là đây là đồng hồ đo điện áp của máy phát. Đây là máy HDMI giao tiếp. Tiếp theo đây là bộ hòa tự động. Hòa tự động chúng ta sẽ bật hòa tự động, tắt hòa tự động bằng bàn tay. Chúng ta sẽ bật on lên bằng bàn tay trên cái công điện và nút reset, đi reset và nút reset dừng. Dừng khẩn cấp chúng ta sẽ reset lúc này để reset phanh. Cái thiết trạng thái máy cắt đầu cực, đây là cái màu xanh này thì máy cắt đầu cực đang mở nhé, khởi động, nút dừng máy, tại nhấn nút kia chúng ta nút dừng máy, chúng ta sẽ nhấn nút dừng máy và chế độ từ xa thì chúng ta điều khiển trên SCADA nhé, còn chúng ta chuyển bằng tay này, chúng ta mới sử dụng máy, sử dụng máy cắt nút này. Đối với điều chỉnh điện áp thì chúng ta sẽ dùng bằng tay nhé, và nút dừng khẩn cấp khi tổ máy đang sự cố chúng ta sẽ nhấn nút dừng khẩn cấp. Tiếp theo là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chương trình của màn hình này nhé. Đầu tiên là các bạn có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ vào cái hệ thống gồm có các lịch sử này. Các bạn có thể xem được các lịch sử. Đấy, lịch sử. Chúng ta sẽ xem được cái lịch sử báo tổ máy đang làm gì. Chúng ta sẽ xem các lịch sử đây và thời gian sự cố. Chúng ta sẽ xem đây nó đặc biệt đối với người vận hành và thời gian chúng ta có thể cài đặt được thời gian. Tiếp theo là cài đặt thông số, chúng ta sẽ nhập mật khẩu đây nhé. Đấy, phát. Đang có một đấy thì chúng ta sẽ nhấn nút phát. Phát ở đây. Tiếp theo là nút thông số này thì các bạn có thể thấy được rằng đây là các thông số vận hành của nhà máy thủy điện. Đây là thông số dòng UAV, điện áp, giáp pha, UBC, UCA, IA, IT, IC, P, công suất P, Q, cốt phi. Tần số, đây chúng ta sẽ đặt. Có thể đạt được công suất nhé. Và reset công suất hoặc tăng công suất thì chúng ta sẽ tăng giảm màn hình HMI đều được. Tiếp theo là cái thông số đầu vào này thì các bạn có thể thấy rằng đây có thông số đầu vào như dự phòng này, điều khiển tại chỗ tổ máy khởi động rồi chúng ta sẽ xem các trạng thái này. Rồi thì PT kích từ tổ máy này, máy cắt đầu cực ở vị trí kiểm tra, máy cắt đầu cực ở vị trí đóng, máy soi tích năng. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn trang tiếp theo nhé. Đấy. Tiếp theo PT làm việc, chúng ta sẽ xem một các trạng thái này đang là trạng thái gì. Đấy, chúng ta sẽ nhấn. Đấy, chúng ta sẽ săn thoát. Tiếp theo là thông số đầu ra. Chúng ta thông số đầu ra thì các bạn cũng chú ý nhé. Các thông số đầu ra thì các bạn có thể xem. Chúng ta sẽ nhấn thoát thông số đầu ra. Đây, chúng ta nhấn quá trình điều khiển này, quá trình khởi động, quá trình dừng máy này. Đây, quá trình dừng máy này, quá trình khởi động. Chúng ta sẽ khi chúng ta dừng máy, chúng ta xem các trạng thái này đến bước nào thì chúng ta sẽ kiểm tra đến bước đấy. Và các nút dừng,
điều khiển van đĩa. Đối với dừng của máy thì chúng ta nhấn nút dừng không, điều khiển được quá trình khởi động cũng thế. Khởi động thì chúng ta có thể là sử dụng cái nút khởi động này. Chúng ta sẽ xem là chúng ta đã đến bước nào rồi, chúng ta sẽ dựa vào các bước này chúng ta sẽ chạy được máy nhé. Các bạn kiểm tra các điều kiện khi chạy máy và đến điều chỉnh công suất và điều khiển van đĩa cũng vậy. Ở đây các điều khiển chúng ta có thể nhấn mở đóng. Tiếp theo là đây là cảnh, chúng ta sẽ xem được cảnh báo. Đây là hơi bị đơ ha, chúng ta xem cảnh báo đây. Cảnh báo tín hiệu nào cảnh báo thì chúng ta sẽ xem được cái cảnh báo đây. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới chúng ta xem cảnh báo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những tập tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.